Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999 lại lên clip giới thiệu cho các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang sạc pin dự phòng H8. Đấy. Thì như trên màn hình các bạn nhé, nó đang là một mẫu camera ngụy trang sạc pin dự phòng phiên bản Wi-Fi. Phiên bản Wi-Fi của nhà mình thì bạn có thể là kết nối với điện thoại nhé. Đấy. Điện thoại thì bao gồm là điện thoại iPhone này hay là Android. Android thì là các cái dòng điện thoại như là Samsung, Vivo, Oppo, Sony ấy. Đấy, là điện thoại Android nhá. Hoặc là iPad này, máy tính là các bạn có thể kết nối được hết nhá. Và bây giờ thì mình sẽ mở ra để mình có thể là giới thiệu chi tiết về sản phẩm cũng như là giới thiệu các chức năng, test sản phẩm thực tế cho bạn luôn nhá. Chiếc camera ngụy trang sạc pin dự phòng H8 nhà mình đang là một sản phẩm ngon, giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy. Sạc pin dự phòng thì các bạn vẫn có thể là cắm dây sạc này. Đấy, và cắm sạc điện thoại bình thường nhá. Hết pin thì các bạn có thể là sử dụng dây sạc để sạc vào sạc dự phòng. Đấy. Ngoài ra thì mình đã độ chế cho một mắt camera siêu nhỏ ở bên trên này nhá. Đấy. Đây chính là vị trí đặt mắt camera này, rất nhỏ luôn. Bên cạnh của nó sẽ là các tia hồng ngoại này. Hồng ngoại này sẽ là hồng ngoại đen, hồng ngoại cao cấp. Khi quay đêm sẽ không phát sáng nhá. Bên cạnh nữa thì nó sẽ là khay cắm thẻ nhớ. Đấy, trước camera của mình thì nó vẫn hỗ trợ thẻ nhớ ngoài nên là có khay cắm thẻ nhớ nhá. Bên cạnh nữa sẽ nút reset. Nút reset này để khi mà các bạn sử dụng chẳng hạn là quên mật khẩu này hoặc là sử dụng để đổi wifi thì bạn sẽ có thể sử dụng nút reset này nhá. Đấy, còn nút cuối cùng nó chính là nút công tắc tắt bật. Phụ kiện kèm theo của chiếc camera ngụy trang sạc dự phòng H8 nhà mình thì sẽ bao gồm là hai miếng che cam. Đấy. Thì khi mà các bạn sử dụng nhá, các bạn sẽ gắn cho mình cái miếng che cam này vào này. Đấy. Đây sẽ là miếng che cam ban đêm nhá. Đấy. Khi gắn vào thì nó sẽ đen xì luôn nhá. Đây, mình sẽ gắn cho các bạn này. Đấy, bạn thấy không? Gắn vào thì nó sẽ đen xì luôn, không thể nào phát hiện được nhá, cực kỳ kín luôn. Đấy. Góc quay của chiếc camera nhà mình sẽ là 150 độ siêu rộng luôn. Đấy, và hình ảnh nó thu lại sẽ là 4K. Có chức năng kết nối từ xa có 3-4G này. Có ghi hình chuyển động, có cảnh báo chuyển động, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Đấy. Cực kỳ tiện lợi cho các bạn mà muốn sử dụng để lưu trữ bằng chứng nhá, hoặc là các bạn sử dụng để là theo dõi, giám sát, bảo quản tài sản cá nhân nhá. Cực kỳ hợp lý. Trong các trường hợp trên thì khác nhà mình mua cũng rất là nhiều, như là trường hợp mà lưu trữ bằng chứng này. Lưu trữ bằng chứng là các bạn sẽ sử dụng camera này nhá, để trong ở các cái cuộc họp lớn này, các cái cuộc giao dịch tiền này, đấy, hoặc là các cái cuộc đàm phán ấy. Đấy, các bạn mà muốn hỗ trợ lưu trữ bằng chứng thì đây là một sản phẩm cực kỳ hợp lý nhá. Các bạn chỉ cần lắp thẻ nhớ vào này, bật camera lên, đấy, là nó sẽ tự quay tự lưu thôi. Đấy, còn xem thì các bạn có thể xem trực tiếp ở trên điện thoại này, hoặc là xem lại ở trên điện thoại. Đấy, còn nếu mà các bạn mà không muốn xem trên điện thoại ấy, các bạn muốn lưu trữ máy tính thì các bạn có thể tháo thẻ nhớ ra lắp vào máy tính để lưu trữ lại nhá. Đấy. Và khi mà bạn mua hàng cũng như đăng ký kênh YouTube của mình ấy thì mình sẽ tặng kèm cho các bạn đó chính là một chiếc thẻ nhớ để các bạn có thể là lưu trữ dữ liệu nhá. Đây sẽ là cái phần quà mình muốn gửi đến cho các bạn. Phần quà này cũng nhỏ thôi nhưng nó sẽ là mình muốn tri ân cho các bạn nhá. Đấy. Đó, các bạn có nhu cầu quan tâm đến mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang sạc pin dự phòng H8 phiên bản giá rẻ của nhà mình thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn nhé. Đấy. Sản phẩm nhà mình đều được bảo hành 1 năm, lỗi trong vòng 1 năm mình sẽ đổi mới và sau 1 năm mình có bảo hành linh kiện cho các bạn. Linh kiện nhà mình thì rất là nhiều, có thể thay thế sửa chữa thoải mái. Và có hai địa chỉ cửa hàng tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn gần một trong hai địa chỉ cửa hàng nhà mình có thể là qua trực tiếp để tham khảo và thử hàng trực tiếp tại cửa hàng nhà mình nhé. Đấy. Ok. Đó, giờ thì mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng cũng như là vào test sản phẩm cho bạn luôn. Đấy. Đầu tiên nhá, đầu tiên để sử dụng được chiếc camera ngụy trang sạc pin dự phòng H8 này, các bạn cần tải cho mình một ứng dụng nhá. Ứng dụng này sẽ có tên là Lookcam. Và ứng dụng Lookcam này thì chạy cho tất cả các dòng máy, tất cả các hệ điều hành các bạn đều có thể sử dụng và tải về được. Bạn nào sử dụng iPhone thì vào App Store này. Đấy. Còn các bạn nào mà chạy đánh Android thì vào cửa hàng Set Play nhá. Ứng dụng sẽ có tên là Lookcam. Đấy, các bạn sẽ đánh chữ Lookcam ra cho mình. Lookcam nhá. Đấy, tìm kiếm. Khi ấn tìm kiếm xong thì hiển thị ra một cái ứng dụng có biểu tượng màu xanh nước biển nhá. Đấy, các bạn nhìn rõ ứng dụng này, biểu tượng màu xanh nước biển có tên là Lookcam nhá. Các bạn sẽ tải về cho mình. Đấy. Tải về xong nhá. Tải về xong rồi các bạn sẽ thoát ra. Đấy, chưa vội mở lên nhá. Sau đó thì bạn sẽ mở cho mình camera lên. Mở camera thì các bạn chỉ ấn nút nhẹ này, ấn nhẹ cái. Đấy, là camera sẽ hoạt động nha. Đấy, rất đơn giản thôi. Đó. Khi camera đã hoạt động rồi, đấy, thì các bạn có thể kết nối với điện thoại nhá. Và nó cũng tự quay tự lưu luôn. Đấy. Ok, thì tiếp theo thì mình sẽ vào hướng dẫn kết nối với điện thoại nhá.
Đấy, thì điện thoại của bạn đã tải ứng dụng vào rồi và đã bật camera rồi. Sau đó thì bạn sẽ vào phần cài đặt của điện thoại này. Các bạn sẽ vào phần cài đặt Wi-Fi. Đấy. Khi vào phần cài đặt Wi-Fi nó hiện ra một mã Wi-Fi có chữ F, một vài số, vài chữ và không mật khẩu bấm kết nối với mình nhá. Các bạn lưu ý mình, đó chính là cái mã Wi-Fi của camera sẽ là có chữ F, một vài số, vài chữ và không mật khẩu nhá. Đấy. Kết nối xong thì bạn sẽ thoát ra và các bạn sẽ vào ứng dụng Lúc Cam này là dùng thôi. Đấy. Ok, khi vào ứng dụng nha là hiển thị trực tiếp này, thì các bạn ấn Can để kết nối trực tiếp vào camera nhá. Các bạn sẽ đi vào online này, chọn Can này là mình có thể là kết nối trực tiếp vào camera nhá. Đấy, đây mình quay ngang màn hình cho bạn xem nhá. Đấy. Đây bạn nhá. Đây sẽ là cái phần hình ảnh của sản phẩm này. Ok chưa? Siêu sắc nét luôn nhá. Đây, các bạn nhìn này. Chất lượng ảnh như này thì các bạn sử dụng thì nó mới hiệu quả trong các cái công việc. Đấy. Thứ nhất là khi mình hình ảnh cao của mình ấy thì sẽ đáp ứng đủ cho các bạn, đủ điều kiện cho các bạn để các bạn có thể sử dụng ở nhiều trường hợp luôn. Đấy, lưu trữ bằng chứng này hoặc là các kiểu luôn, thoải mái luôn nhá. Đấy. Và trong quá trình sử dụng mà hình ảnh có bị ngược như trên nhá, các bạn có thể chỉnh hình ảnh bằng cách ấn vào mũi tên lên vào mũi tên sang này. Đấy, đây mình sẽ chỉnh về đúng khuôn nhá, đây đúng khuôn này. Còn nếu mà các bạn xoay chiều như này nhá, nếu bạn xoay chiều như này, đấy thì bạn có thể là chỉnh ở bên mũi tên sang này, đấy, nó sẽ vừa lật về đúng chiều luôn này. Đấy, chỉnh lại lần nữa, đấy là về đúng chiều luôn chưa? Đấy, có thể chỉnh chiều quay, góc quay nhá, tùy thích luôn nhá. Ngoài ra thì bạn cũng có thể là zoom sản phẩm để thèm xem, để có thể là xem rõ hơn nhá. Zoom sản phẩm thì đây, mình sẽ zoom này, đấy. Zoom con này sẽ là zoom X3 nhá, zoom X3. Đấy. Ngoài ra thì bạn cũng có thể cài đặt hình ảnh lên 4K để có xem, để có thể xem được chất lượng hình ảnh nét hơn cả bên trên này luôn. Đấy, đây mình chỉnh hình ảnh 4K này. Đấy. Nó hình 4K đây. Nét chưa? Đây, mình soi luôn cái tờ giấy ứng dụng của mình này. Bạn thấy chưa? Nét chưa? Đây. Zoom cho bạn xem này. Đấy. Rõ tất cả các cỡ chữ to nhỏ là mà nhìn thấy hết nhá. Đấy, nét chưa? Đấy. Nhìn rõ hết luôn nhá. Đó. Thì đó sẽ là cái phần chất hình ảnh của sản phẩm. Và con camera ngụy trang dự phòng H8 nhà mình ấy thì cái tốc độ quay cực kỳ mượt nhá. Tốc độ quay rất là mượt luôn. Đây. Đấy. Ok chưa? Đó. Tốc độ quay rất mượt, đưa đơn quay đấy cực kỳ là mượt mà luôn. Ngoài ra thì nó vẫn thu được đầy đủ âm thanh nhá. Các bạn mà muốn nghe được âm thanh ấy thì chỉ cần bật cho mình cái loa lên. Và muốn nghe âm thanh nó to rõ ràng ấy thì tăng âm lượng điện thoại lên nhá. Mình nghe âm thanh nó to rõ ràng. Đây thì mình sẽ bật mức vừa thôi. Mình test âm thanh này. 0879 801 999. Ok chưa? Âm thanh thu lại rất là to luôn. Cực kỳ to nhá. Đấy, đây là mình có đặt hai thiết bị nó gần nhau và mình bật loa ngoài nên là tiếng xung đột âm thanh. Khi mà bạn xem từ xa cũng như là khi mà bạn xem lại ấy thì cái tiếng xung đột này sẽ không còn nhá. Đấy. Rất ok. Đó thì đó sẽ là cái phần âm thanh nhá. Đấy, trong đây của mình thì các bạn cũng có thể sử dụng các chức năng như là ghi âm này, chụp ảnh, quay video. Đây sẽ là các chức năng phụ thôi nhá. Đây sẽ là các chức năng phụ thôi. Do camera của mình thì khi bạn lắp thẻ nhớ vào và bạn bật camera lên, nó đã tự quay tự lưu rồi. Ba chức năng trên này các bạn có thể là sử dụng thêm. Như là các trường hợp mà các bạn muốn chắc chắn ấy, thì bạn sẽ lưu trữ lại để làm file thứ hai nhá. Thì lúc đó thì sẽ là lưu hai file giống nhau và lưu trữ ở bên trên đây thì nó sẽ là trên app này. Đấy, còn đây thì sẽ là thẻ nhớ và tất cả xem lại hoặc là xem trực tiếp bạn có thể là xem trên thoại hết nhá. Đấy. Ngoài chất hình ảnh quay ngày ra thì chiếc camera nhà mình có thể là quay cả đêm nữa. Để quay đêm được thì các bạn sẽ ấn vào phần bóng đèn này. Đấy. Nó sẽ chuyển chế độ quay đêm. Và khi mà các bạn quay đêm thì nó chỉ có hai màu đen và trắng như trên thôi. Nó sẽ không có màu nhá. Đây sẽ là chất hình ảnh quay đêm của sản phẩm. Đấy. Muốn bật lên thì ấn lại vào nó sẽ bật lên. Đấy. Nó sẽ chuyển có màu luôn nhá. Ok chưa? Đó. Tiếp nữa thì mình sẽ vào hướng dẫn cho bạn cách sử dụng cái lô từ xa này. Đấy. Thì để kết nối từ xa được các bạn sẽ phải đặt cho mình hai điều kiện. Một là xung quanh camera này phải có wifi. Và hai là điện thoại các bạn có mạng di động 3-4G hoặc là wifi tùy. Đặt hai điều kiện này rồi nhá. Các bạn ấn mình phần bánh răng cài đặt. Chọn mình mục device setting này. Chọn mục wifi setting. Khi chọn mục wifi setting nó hiện ra toàn bộ wifi xung quanh camera. Lúc đó thì các bạn chỉ cần tìm cho mình một cái wifi nó căng nhất. Và các bạn biết mật khẩu và bạn ấn vào nó cho mình. Sau đó thì nhập cho mình mật khẩu wifi vào. Đấy. Nhập xong mật khẩu wifi thì ấn ok là các bạn đã có thể là xem được từ xa rồi. Đấy. Và khi xem từ xa thì nó sẽ là không giới hạn khoảng cách nhá. Dù các bạn ở bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào, các bạn chỉ cần mở điện thoại lên là có thể xem nhá. Đấy. Không giới hạn khoảng cách nhá.
Ok, hơn nữa thì các bạn cũng có thể sử dụng chức năng xem lại. Đấy. Thì khi bạn bật camera lên và bạn lắp thẻ nhớ vào ấy, nó sẽ tự động quay và lưu. Đấy, để xem lại được thì các bạn sẽ ấn cho mình ở phần cầu lao của cháu đi ở dưới màn hình nhá. Phần cầu lao của cháu đi này. Đấy. Nó sẽ cập nhật nhá. Đó, sau đó thì bạn sẽ ấn vào phần edit file này. Đấy. Khi bạn ấn phần edit file này nhá, nó hiện ra các file đây ấy, các bạn chỉ ấn vào là có thể xem rồi. Đấy. Ngoài xem ra thì bạn cũng thể là download lưu trữ trên điện thoại này, hoặc là có thể xóa đi ở trên app này luôn. Đấy, đây sẽ là cái phần xem lại các bạn nhá. Đấy, lưu cho mình. Đấy. Ok, đó thì trên đây của mình đang là phần giới thiệu sản phẩm cũng như là phần test sản phẩm thực tế tại điện tử XO. Các bạn mà có nhu cầu quan tâm đến mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang sạc pin dự phòng H8, một phiên bản cao cấp giá rẻ của nhà mình, đấy, ngon bổ rẻ, đấy, thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn các bạn nhé. Nhà mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi trong vòng 1 năm mình sẽ đổi mới cho các bạn, và có tặng kèm cho bạn một chiếc thẻ nhớ để có thể là lưu trữ dữ liệu nhá. Đấy, đây sẽ là cái phần quà khi mà bạn đăng ký kênh YouTube của mình. Đấy. Và ở xa thì mình cũng miễn phí ship cho bạn khi đăng ký kênh YouTube nhá. Đấy. Nhanh tay đăng ký kênh YouTube của mình để có thể là nhận được thẻ nhớ và được miễn phí ship nhá. Đấy, sản phẩm nhà mình thì khi mà gửi đi nó sẽ đầy đủ bộ như trên, hướng dẫn sử dụng này, thẻ nhớ này, khi đăng ký kênh YouTube này và phụ kiện kèm theo camera. Đấy. Ok, nhà mình hai cơ sở tại Hà Nội, Sài Gòn, gần qua trực tiếp và xa thì mình có gửi ship code nha. Xin chào lại toàn thể các bạn.